ra thì em cảm thấy được là nó đúng là một cái khoảng thời gian mà rất là khó đối với em. Cho nên cái việc em lúc đó là cái thời điểm phải nói là gọi là khủng hoảng nhất trong cuộc đời em luôn. Đúng rồi. Thì... làm sao em có thể cân bằng được thời gian? Dạ có nhiều, có ba mẹ hay ông bà hỗ trợ không? Thì đó cũng là một trong những cái vấn đề của nhà em, tại vì ba mẹ em là đã ly dị lúc mà em 8 tuổi. Các ba mẹ em bé ơi, bây giờ đã đến giờ ngủ của con em chúng ta rồi. Đã đến lúc chúng ta cùng ngồi xuống để họp hội phụ nhau. Hello, xin chào mừng đã đến với Baby Cô Hôn. Và đây là một series hoàn toàn mới, là một cái chỗ trốn nhỏ xíu thôi, nhưng là cái nơi để tất cả các ông bố bà mẹ có thể cùng tâm sự những chuyện tí, cái gì cũng có thể nói. Với mình là Baby Cô Hôn, là host của chương trình. Ngày hôm nay rất vui được tham gia cùng với mình chính là một khách mời rất dễ thương và cực kỳ quen thuộc luôn. Xin chào mừng bạn Chợ Lớn DownTown. Hello, tại các hộ, với hiện tại này tôi Chợ Lớn DownTown. Xin chào mọi người, mình là Mỹ Thiên đến từ kênh Chợ Lớn DownTown. Chia sẻ với mọi người là mình cũng đang làm mẹ và đang có một bé gái cỡ 3 tuổi rưỡi. Tụi mình có, đúng rồi, là trái tim. Bởi vì em bé bên đây là em bé gái. Đúng rồi. Còn mình là em bé trai là phải lập tức là không chừng là có thể xui. Cho nên rất vui được đón chào em đến với series ngày hôm nay. Dạ. Để chúng ta có thể chia sẻ thật là nhiều câu chuyện nha. Dạ, ok chị. Còn bây giờ thì sẽ đến phần trao đổi quà. Đó. Bây giờ chủ nhà cũng sẽ có một món quà để tặng cho khách mời. Là một cái set quà sung túc. Là ở bên trong đây á, là sẽ có cầu dừa đủ xoài thơm. Là chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói, bởi vì đa số chắc là người xem sẽ biết đến chị em mình qua những cái video về ẩm thực ha. Dạ, đúng rồi. Nên là mình sẽ vừa ngồi vừa ăn trong lúc mà chị sửa soạn lên trên đây thì chị em chúng ta sẽ cùng nhâm nhi đó. Show này đến nhà chị chơi mà thoải mái đi bé. Thật ra thì gia đình em rất là ít khi ăn cầu dừa dột đũa xài. Dạ hả? Dạ. Vậy chứ Tết thì em thường hay trưng món gì? Đa số thì Tết người Hoa của em là sẽ có lê, có táo, với lại có quýt. Lê, táo và quýt. Đúng rồi. À, nhưng mà có để lên trên bàn nhiều kiểu nhiều món như là người Việt cũng không? Có, nhưng mà tụi em sẽ không bao giờ mà để gọi là cầu dừa đũa xài. Cho nên đối với mọi người thì có thể cầu dừa đũa xài nó sẽ khá là thân thuộc. Có nhiều đối với em thì gọi là Tết em không ăn mấy món này. Là chỉ ăn trái cây thôi. Đúng rồi. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên em chị em mình cùng ăn. Dạ. Ok, vậy thì chị sẽ có thêm một món quà nữa chị dành tặng cho em mà em sẽ rất là bất ngờ. Đây, chính là hôm nay bạn này sẽ là con của em biết không? Đây là con của chị tên là Sura Sương Rồng đó em. Sura. Sura Sương Rồng nha bé nha. Và con của chị nó hôm nay nó hơi diêm dúa một chút xíu. Lý do là bởi vì Tết rồi cho nên em đeo vàng. Đó. Nhưng mà mình có một cái luật chơi đó là bởi vì em đến nhà chị chơi và trong lúc mà em bé của chị đang ngủ nên chúng ta sẽ phải rủ rỉ thì thầm mình sẽ phải nói nhỏ thôi. Okay. Và em bật cái nút này lên. Alo đó, chừng nào mà con này nó ré lên là mình đang nói lớn tiếng. Đúng rồi. Thì mình sẽ phải múc một muỗng sữa bột vào đây. Okay. Cuối chương trình ai mà có nhiều muỗng thì người đó sẽ uống. Sao con nghe quá vậy? Ấy đó em coi. Sao đây. Con nghe quá vậy? Đó vậy là uống. Okay. Cạn ly đó. Cho nên là chị em chúng bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Thì để chị kêu sẵn sàng cái ban biên tập sẽ ghi nhận là bắt đầu sẵn sàng. Con này ồn ào. Em thấy nãy giờ là chị Phương mình rồi đó. Hai tụi nó nghe nhau nói. Okay. Rồi ok. Bây giờ hai chị em chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu. Đó. Nhiệm vụ ở trong chương trình của chúng ta có một cái slogan đó là họp hội phụ nhau mau lên trình. Lên trình ở đây có nghĩa là lên level, tức là mỗi một câu chuyện mỗi một câu chuyện mình chia sẻ cho nhau thì mình sẽ học hỏi được nhiều kiến thức để lên level về trong chuyện chăm sóc các em bé. Mà Linh Trình ở đây còn có thêm một ý nghĩa nữa, đó là mình sẽ trình bày, trình báo với nhau về những cái câu chuyện mà trong năm qua mình đã gặp trong quá trình nuôi dạy con cái. Thì chị rất là mong tất cả câu chuyện của mình ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ với nhau và chia sẻ với tất cả người xem chương trình nữa. Okay. Thường thường thì chương trình của chúng ta sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên sẽ là nói xấu, kể khổ. Chủ đề của mình là làm sao để ăn Tết đúng. Thật ra là nói tới Tết thì có nhiều cái kể khổ lắm chị. Thôi bắt đầu đi vô nè. Sao khổ đầu tiên là khổ về cái gì hay là người nào? Nếu mà nói về văn hóa dựa, tại vì cơ bản là em là người Hoa gốc Quảng Đông, mà ba mẹ em gần như là 100% là người Hoa hết. Cho nên gần như là bên Tết của người Hoa gọi là không biết người Việt như thế nào nhưng mà Tết người Hoa tụi em rất là bận rộn và gần như là cuốn xuyên Tết luôn. Là mấy ngày tất cả? Nói chung là nó sẽ bắt đầu sẽ có rất là nhiều những cái thủ tục, phong tục gì đó là xuyên suốt từ ngày Đông Chí. Đông Chí là ngày nào? Okay. Đông Chí là tức là 22 tháng 12 là vừa rồi. Là dương với... đúng rồi. Thì... tới ngày hôm đó là mọi người sẽ cúng Đông Chí nè, rồi sau đó thì mọi người sẽ bắt đầu là cúng thêm gọi một cái từ đó gọi là mị ngà, có nghĩa là cái ngày cuối cùng của năm, có nghĩa là giống như là cái lăng cuối cùng của năm. Cho nên mọi người sẽ cúng coi như là dứt cái lăng này, rồi đó, sau đó là sẽ cúng sợn hùng, có nghĩa là lao bàn thờ này nọ. Sợn hùng, đúng rồi, lao bàn thờ, đúng rồi, tiễn ông tới về trời, xong tiễn ông tới về lại. Rồi cúng đoàn viên là 30 Tết, là 11, 12, 15, 14, 15 là cúng xuyên suốt cho đến 15. Wow. Hôm nay chắc chắn là cái tập sẽ có rất là nhiều những cái thông tin bổ ích mà mình nghĩ là chắc không phải là ai cũng biết đâu. Để đón chào cho những câu chuyện rất là thú vị đó, thì mình lại có thêm một món quà nữa để tặng cho Chợ Lớn Downtown. Bây giờ em cùng với chị mình sẽ vỗ tay hai cái, sau đó em phải biến hình cho giống chị ngày hôm nay. Bây giờ chị em mình đang tham gia một bữa tiệc ngủ. Ok, chuẩn bị vỗ tay nha. 1, 2, 3. Ta-da. Hôm nay dễ thương quá chị ơi. Chị chỉ bỏ qua hai con này, không có kịp múa. Hai chị em có việc nói. Đó bây giờ thấy thoải mái hơn rồi. Ê mà chị thấy thú vị quá, em kể thêm cho chị nghe đi. Thật ra thì đối với người Hoa mà đặc biệt là người đạo Phật các chị, là nói chung là cái việc cúng kiến gọi là nó là một cái mà gọi là full Tết luôn. Tại ngoài cái việc mà mình cúng ở nhà mà mình còn phải đi chùa, xong rồi mình còn phải đi cúng thăm người thân, xong rồi dọn dẹp nhà cửa, xong rồi kiểu đặc biệt là lao bàn thờ nó rất là quan trọng. Cho nên mà chị cũng biết thì đối với một cái em đang làm một cái nghề giống như vậy, Chợ Lớn DownTown thì không chỉ là food review đâu, mà em còn nói về văn hóa của cộng đồng người Hoa. Đúng rồi. Mà chị biết cộng đồng người Hoa của em thì cái văn hóa đó nó thể hiện rõ nhất là ở lúc Tết. Cho nên thường thì những cái khoảng thời gian trước Tết và trong Tết là em sẽ cố gắng là sao tranh thủ để đi quay được nhiều nhất. Cho nên đôi khi thì những cái ngày mà bé nó đi học á thì em cũng ok, nhưng mà có những cái ngày mà bé bắt đầu nghỉ Tết đó là trời rất là mệt, và em chưa tính đến cái chuyện là mình phải dọn dẹp nhà cửa rồi. Nãy giờ chị thấy cái chữ dọn dẹp nhà cửa là trong ánh mắt em nó ánh lên một cái niềm gọi là có một cái sự suy nghĩ đó, không biết là nó có phải là một cái khó khăn em đang phải đối mặt không? Thì đúng rồi chị, tại vì hồi xưa á, là con em lúc mà con em cỡ 1 tuổi á, thì lúc mà con bé nó mới vừa chập chững biết đi thôi là lúc nào cũng phải dịch nó, cũng phải có người coi nó, đâu có để nó một mình như vậy được. Thì giống như là mọi người phải chia nhau ra, và thậm chí giống như là văn hóa của nhà em á, mỗi lần mà lên một cái bàn cúng á, là nó sẽ phải đầy đủ, nó sẽ phải đầy đủ, thậm chí là trái cây này nọ cái kiểu là nó phải phải có ngọn, có lá. Nói chung là nó rất là khó trong những cái vấn đề đó. Có cái một số cái món nào mà bắt buộc phải có trong mâm cỗ cúng không? Có, giống như là nãy em nói là phải có táo nè, táo nè, lê nè, quýt là bắt buộc phải có. Có bánh trái gì bắt buộc phải có không? Thì cũng có, giống như là mình thích cái gì thì mình bỏ vô thêm thôi. À, nhưng mà em không biết là mâm cúng của người Việt như thế nào, chứ mâm cúng của người ngoài tụi em có những cái rất là hay. Là bình thường á, người nam của mình á là người ta sẽ không bao giờ cúng táo. Táo, à bơm, cho nên là bơm. Đúng rồi, cho nên là mọi người sẽ rất là hạn chế cúng táo. Nhưng mà người Hoa tụi em á, táo thì tiếng Quảng Đông gọi là phèn cỏ. Phèn cỏ? Phèn cỏ thì nó đồng nghĩa với cái việc mà gọi là bình an á. À. Cho nên là gia đình em là lúc nào cũng phải có táo. Còn lê là suy lì thì nó đồng, có nghĩa là nó chạy với từ thuận lợi. Thuận lợi. Đúng rồi. À. Còn quýt, quýt có nghĩa là kiểu như là cách có nghĩa là các tường này nọ. À, ra vậy. Chỉ có một cái này. Chuối nữa. Trái chuối cũng được nữa hả? Trong khi chuối là bên mình cũng đôi khi có những cái nơi cũng không có cúng em ha. Đúng rồi. Chuối có nghĩa là có một số những cái vùng miền đó họ sẽ không có cúng chuối là tại vì do nó chuối dỗi. Nhưng mà trong tiếng Hoa chữ chuối đó, có nghĩa là chiêu, chiêu có nghĩa là đồng âm với là chiêu tài. À, là giống như con mèo mà chiêu tài. Đúng rồi, đúng rồi. À, ra vậy. Trời ơi, làm sao em có thể cân bằng được thời gian vậy? Có ba mẹ hay ông bà hỗ trợ không? Thì đó cũng là một trong những cái vấn đề của nhà em, tại vì ba mẹ em là đã ly dị lúc mà em 8 tuổi. Cho nên ba mẹ là sẽ không có gọi là gì, không có ở chung với nhau. Thì đến khi mà bắt đầu mà em có con á là chỉ có mẹ em là coi em bé là chủ yếu. Bà trông bé. Mà em thấy mẹ em trông bé cũng sơ sờ thôi, cũng không phải gọi là quá chuyên nghiệp trong cái việc mà chăm bé. Cho nên xin lỗi mẹ, kể khổ xíu nha mẹ. Ở đó lúc mà cái khoảng thời gian mà em bắt đầu, tại vì mẹ em là sinh em ra là em là con một. Thì cái thời điểm mà ba mẹ em sinh em ra thì mọi người cũng gọi là hay làm ăn buôn bán, cho nên gia đình họ sẽ không có, gia đình em gọi là thông thường là sẽ dành đưa cho cái cô người làm để trông em. Cho nên cái việc mà trông bé đối với mẹ em thì cũng không phải gọi là mẹ em sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là em là con một nữa. Có nghĩa là ngoài em ra thì mẹ em sẽ không còn cơ hội để chăm ai nữa. Thì đến khi mà em có con á, thì cái việc mà chăm bé của mẹ em thì rất là stress. Giống như là đặc biệt là bây giờ thì con em 3 tuổi mấy rồi thì nó cũng đỡ được xíu. Chứ cái thời mà dưới một năm hay dưới 18 tháng đó là kiểu như là bà cứ sợ bé khóc. Đôi khi thì em gửi bé cho gọi là cho bà coi, xong rồi em đi quay này nọ. Thì em đi quay nửa chừng cái sau em bé gay quá cái xong đã đâu vậy con, mày khóc dữ quá kìa, đi về. Có nghĩa là em phải đi về. Đó, nói chung thì cái khoảng thời gian đó đối với em thật sự là nó rất là vất vả, rất là vất vả và rất là stress. Cho nên tuy nhiên thì bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đỡ một xíu. Tại vì con em bây giờ cũng 3 tuổi mấy, giống như con chị thì cũng đã biết nghe lời rồi. Đúng rồi, tự lập được rồi, cho nên nó cũng đỡ. Còn bà thì lâu lâu bà sẽ hơi gọi là gì, hơi gọi là gì, cái từ đó em không biết giải thích làm sao, hơi căng thẳng về cái việc mà chăm em bé. Nói chung là nó cứ khóc là bà em sẽ gọi mẹ. Thì đôi khi nó cũng stress cho mình thiệt. Đúng rồi. Vì mình thiệt sự đó, thật ra là mình hiểu rằng là khi mà mình rất là thương con, khi nghe thấy con khóc một cái á, thì người mẹ sẽ thường có hai luồng suy nghĩ nha. Thí dụ mình sẽ có thể xác định được là cái khóc đó là khóc gì nếu có mình đang ở nhà. Đúng rồi. Nếu mà gắt quá, liên quan đến chuyện sức khỏe, con gặp nguy hiểm thì mình sẽ xử lý liền. Nhưng đôi khi con chỉ có khóc kiểu như nó đòi một cái gì đó, nhõng nhẽo hay là cái gì đó, thì từ từ mình giải quyết được. Không phải là mình nói là mình vô tâm, nhưng mà là người mẹ mình có thể hiểu được những cái tín hiệu đó của em bé. Không phải lúc nào mình cũng phải có mặt liền. Đúng rồi. Đôi khi mình muốn là xong cái công việc trách nhiệm của mình đã, bởi vì đôi khi mình nhận job của nhãn hàng mình không thể nào, dĩ nhiên con mình vẫn luôn luôn là quan trọng, nhưng nếu cái việc là con nhõng nhẽo, mình sẽ từ từ mình đặt xuống, mình hoàn thành xong cái công việc của mình đang phải làm trước đã, rồi sau đó mình sắp xếp cho cái này. Còn hơn là mình chạy về nhà mình lo cho bé xong công việc đây cũng dang dở, mình lại tiếp tục chạy qua đây, thành ra là giữa hai công việc nó dang dở. Đúng rồi. Là một người làm nội dung chị cũng rất là hiểu chuyện đó, thì thật sự là mình cũng rất là may mắn bởi vì mình có sự hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi cái thật ra là mình phải cảm ơn, mình mang ơn ông bà rất là nhiều, bởi vì nếu không có ông bà chắc không có tụi mình ngồi đây. Đúng rồi, chắc không có tụi mình ngồi đây. Mình không thể tham gia được những show này vì không có đủ thời gian để sắp xếp. Chính xác. Nhưng mà đôi khi thì dĩ nhiên là cái giữa các cái thế hệ với nhau thì nó sẽ luôn luôn có cách giải quyết khác nhau mà. Đúng rồi. Wow, nãy giờ nghe rất là nhiều câu chuyện, mình cảm thấy đúng là như trải qua lại cái khoảng thời gian khó khăn đó khi mà có em bé còn nhỏ vậy ha. Đúng rồi, thật sự. Nhưng mà em cảm thấy được là thật ra thì em cảm thấy được là nó đúng là một cái khoảng thời gian mà rất là khó đối với em, đặc biệt là lúc mà con em dưới 1 tuổi. Ngay cái khoảng thời điểm đó thì Chợ Lớn DownTown của em là chưa có làm video clip gì hết, và cũng chưa có thu nhập từ đó rất là nhiều, cho nên tụi em đa số là chỉ là đi chụp hình xong rồi viết bài này nọ, thì tụi em cũng sẽ không có những cái thu nhập này nọ các kiểu. Cái đâm ra em bị stress về những cái vấn đề thu nhập này nọ, xong rồi em còn phải cân bằng với cái công việc của em ngay thời điểm đó và gặp em có con. Cho nên cái việc em lúc đó là cái thời điểm phải nói là gọi là khủng hoảng nhất trong cuộc đời em luôn. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó thì rất là may mắn là lúc mà vô dịch thì lúc đó là TikTok bùng lên, rồi sau đó là em bắt đầu được một bé em chỉ em làm video clip, thì em cũng tập thì lúc mà ra được những cái số đầu tiên, những cái tập đầu tiên thì em thấy mọi người đón nhận. Thì nói chung em cũng cảm thấy rất là may mắn khi mà gọi là được người xem họ đón nhận, với lại kiểu khi mà em làm clip thì bản thân em thể hiện được bản thân rất là nhiều. Nên nói chung là em vẫn cảm thấy được là em may mắn, và từ đó trở đi thì cái kênh em nó sẽ có thu nhập nhiều hơn, và em cũng tạm gác, không cần phải lo thêm một công việc khác nữa. Đúng rồi. Đó là cái nỗi niềm chung của tất cả các bà mẹ bỉm sữa khi mà làm nội dung ở trên mạng xã hội, tại bởi vì bước đầu tiên không có ai là thuận lợi cả, ai cũng sẽ gặp những cái khó khăn, và mình sẽ đứng giữa một cái con sông, mình đứng giữa một cái ngã ba, rằng là nếu mà mình tiếp tục thì mình chưa kiếm ra được lợi nhuận, mình chưa kiếm được thu nhập từ cái kênh, thì tại sao mình lại phải đâm đầu đi làm trong khi con mình còn đang khóc ở nhà. Em bé của chị cũng vậy á, cái thời kỳ đó là trong dịch, là em bé của mình tầm chừng 6 đến 9 tháng đúng không, nó tự nhiên nó khóc nhiều lắm, khóc quá trời luôn. Đôi khi chị lỡ nhận cái job đó rồi là đang phải ở trên lầu quay, đang lồng tiếng, nhưng mà thấy con khóc xé lòng bên dưới mình chịu không nổi, mình phải đi xuống. Lúc đó mình cũng nghĩ là ủa mình làm gì, mình kiếm tiền rồi để làm cái gì mà con mình khóc, con mình không có mình ở bên cạnh thì để làm cái gì. Cái mình cũng đặt lên bàn cân. Nhưng mà sau khi mình đã bước qua được từng cái chặng như vậy rồi, mình nhìn lại mình mới thấy là thứ nhất là mình rất may mắn vì mình có ngày hôm nay là một phần rất lớn là ở sự thương yêu và quan tâm của mọi người. Nếu không có mình chắc không có mọi người, không có mình ở đây. Chính xác, thật sự là như vậy đó chị. Đúng rồi, nhờ có sự chia sẻ của các ông bà nữa mình mới có ngày hôm nay. Nhưng mà cái lúc mà chị có em bé đầu tiên là lúc đó chị đã làm TikTok chưa? Có em bé đầu tiên thì chị bắt đầu làm YouTube. Chị đã làm rồi, nhưng mà lúc đó mình cũng chỉ là làm chơi, bởi vì thực sự thu nhập thì chẳng có nhiều đâu, không có luôn, nên là chị cứ bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn nó hoài. Giống như là em nói chung là mình không giải thoát được, xong rồi mình cứ phải không tìm được câu trả lời. Đúng rồi. Nhưng mình vẫn đam mê, mình vẫn muốn làm sao cũng không có để trả lời cho mọi người, để chứng minh cho người ta nói rằng là con đường dù xa hễ đi là tới, mà mình sao mình đi hoài không thấy tới, rồi có cái gì để trả lời cho mọi người đâu, sao mình không tìm một cái cơ hội khác, mình có nên đi tiếp con đường đó hay không, nên là mình cứ ở trong vòng luẩn quẩn đó hoài. Có bao giờ chị cảm thấy là chị đang muốn từ bỏ không? Có chứ, nhiều lần như vậy, đặc biệt là những cái lúc mà mình cảm thấy là mình đang làm chuyện này là đúng hay sai vậy? Mình làm cái này để làm cái gì vậy? Đúng rồi, những cái lúc mà con mình khóc nhiều nè, rồi những cái lúc mà mình có bất đồng ở trong những cái câu chuyện là mình có nên phát triển theo cái hướng đó không, đã tốt cho kênh mình hay chưa, mình có nên coi cái đó là quan trọng hay là cái kênh của mình mới quan trọng. Phải đặt lên bàn cân rất là nhiều. Thì chị nghĩ là tất cả mọi người ở đây ai cũng đều phải tìm cho chính bản thân mình những cái câu trả lời như vậy, thì mình mới có thể tìm được mục đích để mà tiếp tục trên con đường mình đang chọn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi đến một cái phần rất là hay khác và chị nghĩ là sẽ up mood chúng ta lên rất là nhiều. Đó chính là phần nói hay kể sướng. Bởi vì lễ lộc thì tuy là có cực nhọc thiệt đó, nhưng mà cũng để lại những cái bài học rất là lớn cho mình. Thì không có biết là sau khi trải qua rất là tính đến nay là 3 năm với em bé, thì qua những cái ngày lễ đó thì em có cảm thấy là tụi nó thì thích mình đừng nghỉ nhà mà, còn người lớn thì sao thấy nhắc đến ngày lễ mà tụi nó ở dài dài ngày, mười mấy 20 ngày, nhất là cái kỳ mà Covid đó, ở lâu á, thì em cảm thấy làm sao, có học được bài học gì từ đó không? Thực ra nha, không biết chuyện sao chứ thực ra đối với em thì sau 3 năm mà Tết với gia đình đó thì em cảm thấy được là con mình nó giống như là một cái gì đó khiến cho mình phải trưởng thành đó chị. Thật sự hồi xưa lúc mà em đi làm, em giống là cũng là Tết nhất này nọ thì em chỉ phụ mẹ, xong rồi ok đi mua đồ đi chợ, xong rồi mẹ kiểu gì làm đó. Nhưng mà thật sự là đến cái lúc mà gọi là mình có con á, là mình sẽ bắt đầu nhìn nhận vấn đề sâu hơn. Rồi mình sẽ nhìn nhận vấn đề là mình giáo dục con là trong ngày lễ Tết như thế nào. Xong rồi đôi khi giống như là em hiểu được những cái giống như là giá trị văn hóa gia đình nhiều hơn. Tại vì cơ bản con em bé là nó đi học xuyên suốt, đôi khi thì mình cảm thấy rồi là đúng rồi, nó đi học mình khỏe, nhưng mà đôi khi á, có những thứ khi mà cái khoảng thời gian mà nó ở nhà thì em lại cảm thấy được là nó là một cái khoảng thời gian rất là quý để mình có thể gọi là tương tác với con nhiều hơn. Đúng rồi. Cho nên em thì em cảm thấy được là hồi trước á thì nó hơi stress xíu thôi, nhưng mà lúc mà bé bắt đầu đi học á thì đến khi mà nghỉ á thì em lại cảm thấy được thôi kệ mệt xíu cũng được, nhưng mà mình có nhiều thời gian dành cho bé. Sau này thì bản thân em thì em nghĩ là bây giờ mình đi quay này nọ là mình cũng không thấy gì, thôi bây giờ lòi nó theo luôn. Nhưng mà trộm vía là con em nó cũng gọi là cũng chịu ngồi yên á, cũng trộm vía là bé cũng ngoan. Biết phụ mẹ rồi đó, mới có 3 tuổi rưỡi thôi mà đã biết phụ mẹ rồi đó. Bây giờ mình sẽ nói đến một cái rất là hay nè, ông bà mình thường hay nói á, là con cái là lộc trời cho. Em có cảm thấy những cái điều đó nó rất là đúng vào những cái dịp lễ lộc không? Cái này đúng nha chị, thật sự. Hồi xưa giống như hồi nãy em share với chị đó, là ba mẹ em là đã ly dị từ lúc mà em 8 tuổi. Mặc dù là ba mẹ em ý là vẫn còn liên lạc, vẫn còn yêu thương mình rất là nhiều, nhưng mà trước khi em có con á, là cũng đặc biệt là ba em cũng sẽ giống như là cái thời gian mà hẹn nhau đi ăn uống hay là ra gặp mặt á, nó cũng chỉ rơi vào tầm cỡ chừng 1 tuần gặp 1 lần hay là 1-2 tuần gặp 1 lần. Nhưng mà từ ngày mà em có con á thì ba em lại muốn gặp nhiều hơn. Thì em không biết là ba em muốn gặp cháu nhiều hơn hay là muốn gặp con nhiều hơn, nhưng mà nói chung cái nào thật ra em nghĩ là cái nào cũng được chị. Miễn sao là mình chỉ cần gặp nhau là được đó. Thì cái lúc đó là cái tự nhiên ba em kiểu cứ 1 tuần 2-3 ngày sẽ gọi là hôm nay có rảnh không mà ra đi chơi kiểu như vậy. Thậm chí là tại vì mẹ em là sống chung với em thì đôi khi là em gọi là đi quay hay là thậm chí là đi làm hay là thậm chí là mình phải thu âm, mình không có nhiều thời gian để mình giao tiếp với bà, đặc biệt là như với mẹ em. Thì con em nó giống như là một cái thứ để giống như là mẹ em có thể gọi là dành thời gian cho nó nhiều hơn. Cho nên đôi khi em cảm thấy được là có con nó giống như là một cái lộc trời cho dữ. Chính xác nha. Em có bao giờ kiểu cảm thấy là hai vợ chồng cãi nhau mà nhờ có em bé mà làm hòa không? Cũng có. Dĩ nhiên rồi đúng không? Đúng rồi, cũng có. Nhưng mà con em thì mắc cười lắm, kiểu mà gia đình hai vợ chồng mà không nói chuyện với nhau hay là cãi nhau đó là con em sẽ kiểu như là má mì lau chỏ, té thì lau chỏ, có nghĩa là nó lau chỏ có nghĩa là giận rồi á, nó sẽ chạy vô nó nói với bà nó là ba giận rồi, mẹ giận rồi, kiểu giống vậy. Sao cái là tự nhiên hết rồi. Đúng rồi. Thấy chưa, là mấy ảnh tuy nhỏ thôi nha, nhưng mà cái nhiệm vụ không hề nhỏ đâu. Mà đôi khi lại là cái cầu nối rất là lớn. Đúng để rồi. Kết nối tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trong những cái ngày lễ lộc á. Mấy ổng ở nhà cái tự nhiên chạy ở đây chút xíu, chạy kia chút xíu, tuy là mình coi nó cũng mệt thiệt. Tại vì phải để mắt mà. Bình thường thì mình thí dụ mỗi người ôm cái điện thoại này nó cũng hết một buổi tối. Bây giờ tự nhiên có mấy ổng ở nhà cái là mẹ chị sẽ vậy, nào để ý đến con chút xíu coi, chơi với nó đi, đưa nó đi đây đi kia đi, chơi nó nổi tiếng thôi cũng được. Chứ có nói vậy đâu. Tự nhiên mình cảm thấy Trời, hôm nãy mình vô tâm dữ vậy ta, nửa tiếng mình cũng không chơi được với con thiệt á trời. Em hay bị mẹ em nói á, bỏ điện thoại xuống chơi với con nửa tiếng thôi cũng được. Ha, cái lúc đó nói chung là nó giống như là một trong những cái giống như là một cái thứ mà để nhắc nhở mình. Đúng rồi. Chứ bình thường nếu mà không có con á, mẹ em đôi khi mà muốn nói chuyện với mình á, mẹ em lại ngại. Mẹ em lại ngại hay là mẹ em lại sợ nó ảnh hưởng tới. Nhưng mà tự nhiên lúc mà có con là bỏ điện thoại xuống rồi ở đây chơi với con, cái tự nhiên mình mình nhớ lại là ok, mình phải dành thời gian cho con một chút xíu. Đúng rồi, nó cũng là một cái mối dây liên kết rất là chặt chẽ. Ví dụ như là mình sẽ không có, ví dụ giữa mình với lại ba má chồng thì rất là khó có một cái điểm chung gì đó nếu mà mình không có ở chung. Nhưng mà thông qua các em bé, thí dụ chị sẽ hỏi là mẹ ơi hôm nay em bé ăn như thế nào, bởi vì bà rất là thích kiểu cho em bé ăn á, thì mình nhờ những cái đó có thể là cái chủ đề để mình có thể mở lòng, mình trải lòng, mình nói chuyện với nhau, mình chia sẻ. Trời, kể cho chị nghe, có mấy lần em với mẹ em gây nhau, cái xong rồi hai mẹ con thì đôi khi cũng có gây gổ với nhau và gần như là không nói chuyện. Cái xong rồi thường thì con em á là em hay nó giống như là một cái cầu nói để giải, có nghĩa là giảng hòa cho hai mẹ con vậy đó, kiểu như là mấy chị vô kêu bà đi, vô kêu bà ăn cơm thôi mà bà sẽ ok rồi truyền tin rồi vô, nói chung là nó sẽ là truyền tin, nó lại xong rồi bà sẽ kêu nó nói cái gì má nó thì nó cũng sẽ nói, là cứ như vậy, xong rồi cái vô tình cái tự nhiên hai mẹ con em huề luôn. Đúng rồi, tự nhiên mấy ổng thần kỳ lắm, nhỏ xíu vậy mà mang trách nhiệm lớn lao lắm. Nhỏ mà có vỏ. Đúng rồi, chính xác nha. Nhất là cái vụ lì xì á. Thật ra thì em cảm thấy được là có nhiều gia đình đó, không biết, ấy là có nhiều gia đình thì họ sẽ quan tâm đến cái việc mà con mình nghèo, cái năm đó sẽ lấy được bao nhiêu tiền lì xì. Đúng rồi. Thực sự thì đối với em á, lì xì nó là một cái lọc, một cái giống như là kiểu gọi là lấy hơn đầu năm gì đó. Thì cái nhân ở bên trong lì xì thật sự là nó không quan trọng. Đúng rồi đó. Bằng cái việc mà người ta quý con mình thì người ta sẽ cho. Đúng rồi. Nhớ hồi nhỏ thì không biết là bên em như thế nào, nhưng mà như của chị hồi xưa người ta chỉ lì xì tượng trưng thôi. Tức là đôi khi là 1.000, 2.000, 500, đôi khi chỉ vì là tờ 2 đô chẳng hạn, cho nó đẹp số, cho nó có cái ý nghĩa. Rồi. Chứ thậm chí là chị thấy là đôi khi có các bạn nhỏ mà kiểu lấy ra kiểm tra tiền liền á, cái mình sượng ngang. Tại vì mình mong muốn là đem đến một cái ý nghĩa, mong các bé hỏi là tại sao lại là tờ tiền này để mình giải thích. Cái kiểu thấy mặt em bé có vẻ không được vui và gia chủ cũng không vui lắm. Cái là lần sau mình kiểu thôi được rồi, để tôi đi cho giống mọi người. Năm sau là phải nhiều hơn năm trước nữa. Cái tự nhiên đâm ra nó lại trở thành một cái áp lực. Không có còn là cái nét truyền thống của đúng như cái tờ tiền nó mang lại. Là rõ ràng là trong tiếng Hoa là hồng bao đúng không? Là thì sợ thật ra tiếng Hoa kia mà lì xì luôn, lì xì là cũng là mang ý nghĩa là đem tiền may mắn tới để đem lại cái may mắn cho người khác. Đúng rồi. Thì chị cũng nghĩ rằng là nếu mà truyền thống đã là như vậy thì mình đừng có thương mại hóa, mình đừng có giá trị hóa kinh tế nó lên để đôi thành khi... ra là áp lực quá. Đúng rồi, mà đôi khi nó khiến cho cái mối quan hệ giữa hai bên nó cũng áp lực. Nó cũng áp lực. Bây giờ người ta lì xí, dụ như Chợ Lớn DownTown lì xì cho con chị 500.000, cái chị chết, bây giờ trong bao lì xì mình có 100 mà thôi mình phải mua trái cây lại đi lại cho bạn. Cái thành ra hai bên phải kè nhau vậy. Chỗ số mệt quá vậy đúng không? Trong khi rõ ràng đó chỉ là một cái phần tiền lì xì để mừng tuổi em bé thôi. Thì hãy giữ cho nó đơn giản hóa, nó là như vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua phần lễ nhọc. Thay đổi không khí nè, nếu mà so sánh với lại cái thời mà chưa lập gia đình với lại cái thời nay là đã có một em bé rồi, có gì khác so với tưởng tượng của em về những cái ngày Tết không? Đây là một câu hỏi rất là hay chị. Thật ra thì lúc mà trước khi mà em có em bé, hai vợ chồng em YOLO lắm chị. Một năm là gần như là tụi em đi du lịch suốt. Thậm chí là tụi em sẽ, có nghĩa là tụi em rảnh, có thời gian mà tụi em sẽ đi du lịch nước ngoài, trong nước gì đó. Nói chung là tụi em sẽ đi trải nghiệm, đi du lịch nhiều nhất có thể. Nhưng mà từ lúc mà có em bé thì em lại cảm thấy được là mình, giống như hồi nãy em nói, mình lắng lại một xíu, cái mình nhìn về gia đình hơn, mình quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn. Xong mình lại muốn giống như là đi ăn với ba mẹ, hay là muốn ở nhà phụ ba mẹ dọn nhà nhiều hơn. Cho nên nói chung là thật ra thì nó là hai cái cảm giác khác nhau. Với lại hồi trẻ mình cũng đôi khi em cảm thấy rồi là hồi trẻ mình trải nghiệm nhiều đủ rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trải nghiệm về gia đình, mình sẽ dành nhiều thời gian về gia đình nhiều hơn một chút xíu, ý là cũng có đi chơi nhưng mà mình tiết chế lại. Đúng rồi. Ê, cái này hình như là cảm giác chung của mấy bà 9x đời đầu đó. Tại vì anh xã chị và cả em nữa đều là những cái 9x đời đầu, cả anh xã em cũng vậy, đúng không? Cho nên là cái thời gian đầu thì mình sẽ trải nghiệm đi, chúng tôi còn trẻ, chúng tôi phải trải nghiệm YOLO. Đúng rồi. Cái đến một lúc mình chững lại, mình thấy ủa mình chết trơn rồi, ở đâu mình cũng đã được may mắn đặt chân tới rồi, trò nào mình cũng đã thử rồi. Đúng rồi. Bây giờ phải đến những cái lúc mà mình phải lắng lại thôi. Có một cái kỷ niệm rất là mắc cười, đó là gia đình chị có một cái thói quen là chơi cờ cá ngựa vào những ngày Tết. Tức là chị bắt đầu dọn ra vào khoảng 30 Tết là chơi thôi, và đến khoảng cỡ mùng 3 là sẽ cất bộ cờ đó đi. Mỗi năm đều chơi. Thì cái bộ cá ngựa đó đến nay cũng đã được rất là lâu rồi. Trời, chị giữ được cái bộ đó chắc cũng... Tại ba giữ, chứ vào tay chị là chắc không còn con ngựa nào để chạy rồi. Ban đầu á thì chị nghĩ rằng là hồi mà mình kiểu còn nhỏ xíu và mình nghĩ trời ơi sao cứ phải chơi hoài vậy, chơi cái trò này chán muốn chết. Bởi vì chỉ có là chạy vòng vòng mà chơi từ sáng đến tối luôn. Thì mình nghĩ nó chán. Chơi cái trò gì ta? Đúng không? Lô tô rút mỗi nơi một ấy mà. Đúng rồi. Mỗi bên em là có phải có cái trò gọi là gì? Bạc trượt. Đúng rồi. Không có giải thích sao hết trơn. Đúng rồi. Đó, cái đến khi mà mình lớn là mình lại là cái người đi rủ ba, bảo ba ơi chơi với tụi con không? Cái là cứ chơi xuyên suốt vậy mình mới thấy văn hóa nó là một cái gì đó không phải lớn lao ở trong giấy tờ đâu. Văn hóa nó là những cái nét sinh hoạt rất là nhỏ len lỏi vào trong từng gia đình, và cái trách nhiệm giữ gìn nó là của mỗi một thành viên nhỏ như chúng ta. Thì nếu mà mình cảm thấy là mình mong muốn được giữ gìn thì cái suy nghĩ đó nó cũng sẽ len lỏi đến những đứa bé con của mình, và nó cũng sẽ giữ được lâu, thật là lâu. Ê đó, nói cái vụ có vần, em chỉ chị chào câu chào của em đi. Câu chào của em là tài cá hộ Phun nhìn tại cá lầy tô chợ lớn downtown. Tại cá hậu có nghĩa là chào các bạn. Tại cá hậu là chào các bạn. Đúng rồi. Phun nhìn là chào mừng. Phun nhìn. Tại cá là các bạn. Tại cá hậu. Phun nhìn là chào mừng. Phun nhìn tại cá nữa hả? Đúng rồi, chào mừng các bạn. Phun nhìn tại cá. Lầy tô là đến với. Lầy tô. Là baby cô hôn. Lầy tô baby cô hôn. Yes. Nó lại phun câu em. Ý là tài cá hữu, chỉ cứ nhớ tài cá là các bạn. Chào mọi người là tài cá hữu. Phun nhìn. Tài hữu. Tài cá. Chỉ cứ nhớ tài cá là mọi người là được. Tài cá hữu, phun nhìn, tài cá. Lại tàu là đến. Baby cô hôn. Tài cá hữu, phun nhìn, tài cá. Baby cô hôn. Lại tàu nữa hả? Tại cá hậu, phun nhìn, tại cá. Lầy tô, baby cô hôn. Lầy tô là nói chung là lại đến. Lầy tô. Tại cá hậu, phun nhìn, tại cá. Lầy hậu. Lầy tô, baby cô hôn. Cái này khó quá. Con chỉ từ Tết đi. Tết hả? Tết thì dễ nhất là cúng hỉ pha tròi. Cung hỷ pha tròi là cung hỷ phát tài. Đúng rồi. Đấy. Cung hỷ pha tròi. Cúng. Chữ cúng á. Cúng. Hỷ. Pha. Tròi. Cung hỷ pha tròi. Tự nhiên ở trong đầu nó lên cái nhạc của Khởi My đó cả nhà. Rồi ok. Còn một câu nữa là nhanh lên để chị vô cho coi, con chị cũng đang ngủ ở trong kia. Đó là trở lại câu chuyện mẹ bỉm sữa đi. Chị rất là tò mò, không biết là có ai ở chung cái hướng của bên chị không, phe chị không. Nó là có bao giờ em bận rộn đến cái mức mà các em bé phải nói là mẹ ơi mẹ chơi với con một chút xíu không? Có nha. Nhưng mà bé sẽ không có nói cái câu đó, bé sẽ kéo mình lại. Tại vì nó sẽ có một cái bàn đồ chơi với cái đồ hàng giống như vậy, rồi sẽ kéo mình lại, xong rồi ngồi cái bên, xong rồi mỗi người một ly nước rồi cùng nhau uống giống như vậy. Giống như kiểu chơi bán hàng. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi lúc đó là em đang thông qua, em nói là ra kêu ba chơi chung, nó nói không, nó muốn mẹ thôi. Chị sẽ nói câu đó lần thứ hai nữa. Đi ra chơi bà chút xíu đi. Cái xong đến khi chị thu âm xong, cái hai ba con đó cũng chơi xong rồi. Chớ rồi, kiểu này là phải tự nhìn nhận lại bản thân, là phải dành nhiều thời gian hơn cho các bạn nhỏ. Bởi vì các bạn nhỏ sẽ lớn rất là nhanh. Cho nên bây giờ hiện tại á, giống như là con em đi học là buổi sáng đến buổi chiều là 4 giờ chiều là con em về, thì em sẽ cố gắng tranh thủ thu voi hay làm cái gì đó hay là quay hay là gì đó là trong khoảng thời gian trước 4 giờ. Ừ, còn sau đó thì sẽ cố gắng dành thời gian là buổi chiều là từ 4 giờ cho đến 7-8 giờ là ăn cơm, là sẽ cố gắng hết sức dành thời gian cho nó. Thôi còn lại buổi tối thì để cho ba hay là bà nó chơi với nó. Bởi vậy cho nên là Kubo nè, Coffee và Mickey hãy xem video này và hãy là một cái người sẽ coi thử là hai bà mẹ này sẽ làm được cái việc đó tốt đến chừng nào. Và nếu mà đến chừng nào mà các con cảm thấy là đang thiếu thời gian chơi với các con nhiều quá thì hãy nói với ông bà comment xuống ở đây để cho các mẹ nhớ ra được rằng là phải dành thời gian nhiều hơn cho các em bé nha. Và tất cả các ông bố bà mẹ ngoài kia cũng vậy, mình biết là công việc cũng rất là nhiều và bận rộn, nhưng mà hãy cố gắng dành một chút ít thời gian, khoảng cỡ 1 tiếng trở lên để chơi với con. Thời gian dài hay ngắn không có quan trọng, mà quan trọng là thời gian chất lượng ở bên các em bé. Bởi vì các em bé của mình rồi sẽ lớn rất là nhanh, cái thời gian này trôi rất là mau, sau này mình không có lấy lại được. Cho nên là hãy cố lên nha. Cố lên. Wow, rất là nhiều câu chuyện thú vị luôn. Nhưng mà mình sẽ để dành lại một chút xíu, bởi vì hiện tại bây giờ con mình đang khóc rồi, mình phải đi vô kiểm tra coi nó làm sao. Nhưng mà tất cả khách mời đến với chương trình của Baby Cô Hôn đều sẽ nhận được những món quà rất là thú vị. Và người xem thì cũng vậy. Cách thức để nhận được thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần nhấn like, share và subscribe cho kênh Baby Cô Hôn, theo dõi từ đầu đến cuối của tập ngày hôm nay. Và mình còn có thêm một câu hỏi rất là thú vị đến từ vị trí khách mời. Xin mời câu hỏi. Ok, giống như hồi nãy là mình đã chia sẻ là cái bàn mâm cúng của người Hoa mình sẽ có 2 loại trái cây trái ngược lại với văn hóa của người Việt, đó chính là bơm và chuối. Thì câu hỏi sẽ là bơm có ý nghĩa gì và chuối có ý nghĩa gì trong văn hóa người Hoa? Mọi người comment vô nha. Đúng rồi, sẽ có một phần quà đến từ nhà tài trợ Bio Oil, gồm có một cái hộp quà như vậy, rất là nhiều quà nha. Một cái chai dầu chăm sóc da từ thiên nhiên, một cái bông tắm và một cục đá trà. Dành cho bạn nào có đáp án chính xác và comment nhanh nhất ở bên dưới ngay video này, kết quả sẽ được công bố trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cho nên cả nhà ơi, hãy nhanh tay và tham gia minigame để nhận được phần quà giá trị này nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại trong tập sau. Xong rồi đến lúc mà Tết á, là mọi người sẽ, những cái bạn nào mà gọi là người Hoa á, đặc biệt là những cái bạn mà bị mất gốc á, là hay bị những cái họ hàng hỏi là điểm cái mình sẽ còn thòn quả, có nghĩa là tại sao lại không biết nói tiếng Hoa. Thì đến khi mà Tết là bắt đầu đi gọi là chúc Tết họ hàng rồi này nọ, là cái bắt đầu mọi người sẽ hỏi là ủa sao con ốm dữ vậy? Sao không cho nó ăn, sao không xỉn sữa rồi nọ, sao không cho nó uống sữa bột đi rồi sao?